Hi mọi người, mình là Phát, đến từ bộ phận triển khai phần mềm Base. Bạn đang theo dõi nhiều video hướng dẫn sử dụng các quy trình đặc thù của từng ngành và được đóng gói sẵn trên ứng dụng Base Workflow. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi về cái cách quản lý quy trình xuất khẩu cho các công ty forwarder thuộc lĩnh vực ngành Logistics. Mục tiêu của quy trình này sẽ giúp cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với góc độ người quản lý, sẽ theo dõi được tiến độ quản lý tàu và cũng như là các chứng từ xuất khẩu khi mà thực hiện. Video này sẽ đi qua 4 nội dung chính. 1. Về tổng quan về lưu đồ quy trình. 2. Cách thực hiện xử lý một đơn hàng. 3. Các từ ngữ khi phối hợp thực hiện công việc. Và cuối cùng, hướng dẫn lấy mẫu quy trình để thực hiện ứng dụng Base Workflow cho doanh nghiệp. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào lưu đồ của quy trình xuất khẩu của Logistics. Trong quy trình thì cũng sẽ có 5 phần chính khi mà thực hiện. Đầu tiên là về bộ phận sales, tiếp theo là vận chuyển, phòng tổng hợp, kho và bộ phận kế toán. Đầu tiên là bộ phận kinh doanh sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng, sau đó chuyển đến bộ phận vận chuyển để lên lịch và cứu tàu, và sau đó sẽ gửi đến phòng tổng hợp để soạn booking và gửi đến cho kinh doanh để gửi booking cho khách hàng. Vậy đối với booking thì cũng sẽ có 2 trường hợp chính. Một, nếu mà khách hàng không đồng ý thì cũng sẽ trả về lại phòng tổng hợp để thực hiện lại soạn booking, hoặc nếu đồng ý sẽ chuyển sang bộ phận vận chuyển để chuyển container và sau đó gửi cho phòng tổng hợp để hoàn thiện chứng từ. Tiếp theo sẽ gửi đến kho để thực hiện giao dịch chứng từ và gửi đến bộ phận kế toán để thực hiện quy trình thanh toán công nợ, và cuối cùng sẽ gửi lại cho bộ phận kinh doanh để bàn giao và lập hồ sơ. Vậy khi thực hiện lưu đồ của quy trình, quan trọng nhất sẽ liên quan thời hạn cần phải hoàn thành từng bước như thế nào, hay nói cách khác là SLA khi mà thực hiện trên quy trình, và gồm những cái cột mốc thời gian cần phải thực hiện hoàn thành từng bước dựa trên lưu đồ này để làm sao có thể thực hiện trên phần quy trình của Base Workflow. Và đây là quy trình đã được thiết lập trên ứng dụng Base Workflow, sẽ gồm tổng cộng là 9 bước chính cần phải thực hiện. Vậy đối với bộ phận kinh doanh, để tạo ra thông tin ở ngay bước đầu tiên là nhận thức khách hàng thì cũng sẽ chọn nút tạo nhiệm vụ ở góc trên tay phải, và cũng như là đặt tên nhiệm vụ là tên công ty hoặc cá nhân, và cũng như là xem mô tả lưu đồ chi tiết trong quá trình thực hiện. Phía dưới đây là những cái thông tin bắt buộc sale cần phải điền. Ngoài ra thì cũng sẽ đánh dấu khách hàng này sử dụng dịch vụ như thế nào bằng cách là phân loại bằng nhãn dán. Sau đó cũng sẽ chọn nút tạo nhiệm vụ mới. Trước khi chuyển sang bộ phận tiếp theo thì cũng sẽ cần phải kiểm tra lại thông tin bằng cách là chọn vào tên khách hàng. Và đây là một cái màn hình chính khi mà kiểm tra lại thông tin, bao gồm 3 ý chính. Đầu tiên là tên công ty khách hàng và cũng như là thời hạn còn lại cần chuyển sang bước tiếp theo. Thứ hai là những cái thông tin đã được điền trước đó, và cũng như là những cái đầu mục công việc nhắc nhở khi mà mình thực hiện. Ví dụ như trong bước 1 là gắn nhãn đơn hàng theo thị trường, để về sau xem báo cáo sẽ phân loại theo một thị trường này. Và sau khi mà đã hoàn thành xong thì cũng chọn vào ô trắng tròn như thế này để tích vào để xác nhận đã hoàn thành, và cũng như là để xem được hướng dẫn những chi tiết cần phải thực hiện trong bước này như thế nào. Thì ở góc bên tay phải màn hình ở đây sẽ thể hiện ra phần hướng dẫn cụ thể. Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin để chuyển sang bước tiếp theo, chọn nút chuyển tiếp ở góc trên bên phải màn hình ở đây. Người tiếp theo thực hiện là bạn Phát, là lên lịch và cước tàu, và trong thời hạn là 12 tiếng đồng hồ, và chọn chuyển sang nhà tiếp theo. Ngay tại bước số 2, bạn Phát cũng sẽ kiểm tra lại tất cả những thông tin trước đã được điền, và sau khi đã thực hiện xong cũng bàn giao qua bộ phận tiếp theo là phòng tổng hợp để soạn booking bằng cách là chọn nút chuyển tiếp. Vậy thì trước khi mà gửi cho bạn Lê Minh để soạn booking thì cũng sẽ điền lịch tàu và giá cước, chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Và đây là cái màn hình giao diện của bạn Lê Minh khi mà thực hiện trên điện thoại. Ở đây cũng sẽ có nút thông báo, ở đây cũng sẽ nhận được thông tin mà bạn Phát đã bàn giao. Bấm vào tên khách hàng để kiểm tra nội dung chi tiết. Ngay trên màn hình chi tiết của bạn Minh thì cũng sẽ thể hiện ra 3 ý chính. Một là về phần tổng quan, để biết được những hướng dẫn cần phải hoàn thành trong bước này như thế nào, và cũng như là những cái thông tin trước đó đã được thực hiện. Ngoài ra, nếu bạn ấy cần muốn trao đổi thông tin nào đó, cứ viết vào một thỏa luận và sau đó ghi vào mục bình luận ở đây. Tiếp theo là để thực hiện công việc này, và sau khi đã hoàn thành thì cũng trở ngược vào lại nút tổng quan, chọn nút chuyển tiếp ở góc dưới bên tay trái ở đây, và cũng như là đính kèm về cái số booking, và sau đó chọn nút chuyển tiếp để giao cho bạn Trang là người thực hiện phần gửi booking để khách duyệt.
Vậy thì cũng sẽ nhận được những cái thông báo quả chuông tương ứng ngay trên cái màn hình giao diện trên máy tính bằng cách là chọn nút quả chuông ở góc trên bên trái màn hình, và cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất sau khi đã thực hiện. Vậy thì đối với booking thì cũng sẽ có hai trường hợp chính xảy ra. Một là nếu mà khách hàng đồng ý thì cũng sẽ chuyển sang bước tiếp theo là chuyển container, và cũng chọn nút chuyển tiếp ở góc trên bên phải. Hoặc nếu mà khách hàng không đồng ý thì cũng trả ngược về lại bước số 3 và thực hiện bằng hai bước chính như sau. Đầu tiên là bạn kinh doanh, cụ thể là bạn Trang, thì cũng sẽ đi những cái nội dung chi tiết trong một viết thảo luận. Và để trả ngược lại bước số 3 thì chọn nút mũi tên mũi số ở góc trên bên phải và chọn chuyển về giai đoạn trước để thực hiện lại soạn booking. Thì khi đó bạn Minh cũng dựa trên thảo luận để thực hiện lại. Vậy cứ lần lượt thực hiện từ bước 4 sang bước 5, và tới khi hoàn thành thì hệ thống sẽ được ghi nhận lại toàn bộ thông tin ở ngay cột đinh ở đây. Để kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã thực hiện với khách hàng đó, chỉ cần bấm vào tên khách hàng. Và đây là cái màn hình chi tiết để lưu lại tất cả thông tin đã thực hiện những bước trước đó. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thì cũng sẽ có những cái lý do dẫn tới thất bại mà khách hàng không đồng hành nữa. Ví dụ như là trong quá trình gọi là gửi booking cho khách hàng, nếu mà có những cái lý do thất bại thì sẽ thực hiện như sau. Chỉ cần bấm vào tên khách hàng và chọn nút đánh dấu thất bại, và cũng như là chọn những cái lý do mà đơn vị liên kết sẵn trước đó, và sau đó đánh dấu thất bại. Và khi đó tất cả những khách hàng bị thất bại cũng sẽ được tổng hợp ở ngay cột form. Để kiểm tra lại nội dung chi tiết khi mà thất bại, chỉ cần bấm vào tên khách hàng sẽ thấy được khách hàng thất bại từ bước nào trong quy trình, và cũng như là nguyên nhân dẫn tới khách hàng bị thất bại. Vậy thì trong quá trình sử dụng trên ứng dụng Base Workflow này để quản lý quy trình thì sẽ có những lợi ích gì khi mà thực hiện? Đầu tiên, đối với góc độ là người quản lý thì cũng sẽ theo dõi được tình trạng của từng đơn hàng khi mà thực hiện xuất khẩu trên quy trình này. Đối với những đơn hàng nào bị quá hạn thì cũng sẽ thể hiện cái màu đỏ ở đây và thể hiện quá hạn bao nhiêu ngày, để từ đó người quản lý có thể hỗ trợ kịp thời đối với người nhân viên khi mà thực hiện. Thứ hai là cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm lại thông tin khách hàng bằng cách là chọn nút tìm kiếm ở góc trên bên tay phải ở đây, và chỉ cần đánh tên của khách hàng tương ứng, ví dụ như là Vina Cà Phê. Ngoài ra thì cũng sẽ thống kê những khách hàng mà sử dụng cùng chung dịch vụ với nhau. Ví dụ như là đối với khách hàng mà sử dụng dịch vụ Mùa Biển thì ở đây cũng thể hiện ra những cái tag liên quan đã được đính kèm trước đó. Ngoài ra thì cũng sẽ sử dụng thêm bộ lọc nâng cao mà Base cung cấp ở góc trên tay phải. Ngoài ra, đối với góc độ là người quản lý cũng xem được cái báo cáo khi mà thực hiện trên quy trình xuất khẩu này bằng cách là chọn vào nút báo cáo. Ở báo cáo này cũng sẽ thể hiện ra tất cả khách hàng trong cái thời hạn mình đã chọn tương ứng, ví dụ như là chọn một thời hạn dài hơn là trong vòng một quý. Khi đó sẽ liệt kê ra tất cả có 34 khách hàng trong vòng một quý vừa qua, và cũng như tình trạng của từng đơn hàng như thế nào thông qua 4 màu sắc chính. Ngoài ra cũng sẽ liệt kê ra tất cả những thành viên khi mà được thực hiện xuất sắc nhất, người được giao việc nhiều nhất và cũng như là muộn nhiều nhất. Bên cạnh đó, để có thể xem được thông tin đơn hàng chi tiết của từng nhân viên khi mà thực hiện, chỉ cần bấm vào tên nhân viên, khi đó sẽ liệt kê ra tất cả những khách hàng mà đang trong tình trạng quá hạn hay là hoàn thành muộn. Tiếp theo là lợi ích khi mà thực hiện trên Base là cũng sẽ được nhắc nhở khi mà thực hiện, bằng cách là ở góc dưới bên tay trái đây cũng sẽ có cuốn sổ nhắc việc cho những công việc cần phải thực hiện ngày hôm nay, những công việc bị quá hạn và cũng như những công việc sắp tới. Và chỉ cần bấm vào tên khách hàng để có thể kiểm tra nội dung chi tiết như thế này. Vậy thì làm sao để có thể sử dụng quy trình có sẵn trên mẫu Base? Góc bên tay trái màn hình sẽ liệt kê ra tất cả những cái quy trình đã được thiết lập trước đó. Để sử dụng được những quy trình có sẵn, ở góc dưới bên tay trái màn hình sẽ có nút tạo workflow từ mẫu, sẽ hiển thị ra tất cả những ngành nghề liên quan và cũng như là tất cả những cái quy trình chi tiết đã được thiết lập. Ví dụ như là một quy trình cụ thể như là quy trình về xử lý hợp đồng, chỉ cần bấm vào tên quy trình
Thứ nhất sẽ liệt kê ra về cái lưu đồ của quy trình để có thể xem chi tiết hơn, chỉ cần bấm vào tên hình ảnh và cũng như là phóng to để có thể xem nội dung chi tiết. Ngoài ra thì cũng sẽ xem được những cái thiết lập trước đó mà Base đã thực hiện và cảm thấy quy trình này phù hợp với công ty thì sẽ chọn nút sử dụng mẫu. Vậy tại sao cần phải sử dụng những cái quy trình được thiết lập sẵn mà Base cung cấp? Đầu tiên là đây là những cái quy trình mà Base đã được tư vấn và cũng như là thiết kế phù hợp cho đối với doanh nghiệp. Và điều quan trọng tiếp theo là sẽ tiết kiệm được thời gian trong quá trình thực hiện xử lý trên quy trình và từ đó có thể áp dụng sớm quy trình đối với doanh nghiệp. Vì thì trong quá trình sử dụng thì cũng sẽ có những thiết lập mang tính chất cá nhân hóa dành cho doanh nghiệp. Ở góc trên bên tay phải cũng sẽ thể hiện cái video thiết lập chi tiết về quy trình. Ngoài ra ở góc trên bên trái màn hình cũng sẽ thể hiện những video về quy trình của những lĩnh vực khác để có thể tham khảo. Vậy thì trong quá trình sử dụng mẫu của Base, để Base có thể cấu hình và cũng như là để tạo động lực để khi phát triển thêm những cái lĩnh vực khác thì không ngần ngại cho Base một like, một sub và một comment để có thể thực hiện. Và đó là về thiết lập về quy trình xuất khẩu dành cho forwarder của lĩnh vực logistics. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào những video lần sau.